Đối với nhiều người, những cầu hôn luôn mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt, là vật đính ước bền lâu, thể hiện một sự gắn kết không thể nào tách rời của hai tâm hồn cùng chung nhịp đập. Không chỉ vậy, đây còn là nơi thể hiện phong cách cá nhân của họ. Cũng chính vì lẽ đó mà nhiều sao V-Bix của làng giải trí không ngần ngại chi hàng tỷ đồng để sắm những cầu hôn có giá trị hay sáng tạo ra những chiếc nhẫn cực lạ. Không phải những kim cương bạc tỷ, chiếc nhẫn mà Hoàng Tulliver đeo vào tay bà xã là một khối bạc to và dày cộm. Những cầu hôn theo phong cách chọi chó cho chết là lý do khiến Tóc Tiên không công khai cho mọi người biết. Chiếc nhẫn từng được Tóc Tiên hé lộ trước khi về chung nhà với Hoàng Tulliver, nhưng hầu như không ai nhận ra. Không phải những kim cương hay màn quỳ gối lãng mạn như phim ngôn tình, Fanny lại khoe hai chiếc nhẫn cỏ khô được thắt sơ sài ở vị trí ngón áp út. Khi bạn cầu hôn một cô gái không thích kim cương, and I say yes, nữ diễn viên cho hay. Chuyến thành cầu hôn Harry Won bằng chiếc nhẫn cưới cực đơn giản. Đến khi về chung một nhà, chiếc nhẫn cầu hôn được thay thế bởi chiếc nhẫn kim cương giá khủng. Chuyến thành và Harry Won là một trong những đôi vợ chồng hạnh phúc đáng ngưỡng mộ của showbiz Việt. Sau đám cưới, cặp đôi vẫn luôn giữ được sự lãng mạn như vợ chồng son. Lan Khuê thường xuyên khoe hình ảnh chiếc nhẫn đính hôn lên trang cá nhân. Chiếc nhẫn được thiết kế khá đơn giản nhưng hết sức tinh tế, với điểm nhấn là một viên kim cương cỡ lớn. Nhiều nguồn tin tiết lộ chiếc nhẫn này có trị giá lên đến 1,2 tỷ đồng. Màn cầu hôn lãng mạn mà Tuấn John dành cho Lan Khuê từng khiến không ít cô gái phải ghen tị. Trường Giang đã cầu hôn Nhã Phương ngay trên truyền hình với chiếc nhẫn đính kim cương nổi bật. Sau hơn 2 năm về chung nhà, Nhã Phương và Trường Giang chưa bao giờ thôi làm người khác phải ghen tị bởi cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn. Chiếc nhẫn cưới của Tú Anh đến từ thương hiệu đình đám thế giới Cartier. Dù thiết kế của cặp nhẫn vô cùng đơn giản nhưng giá trị thật của nó lại không hề nhỏ. Được biết, chỉ riêng chiếc nhẫn vàng đính kim cương của cô dâu đã có giá 6.650 đô, 154 triệu đồng. Còn nhẫn của chú rể là 2.020 đô, 46 triệu đồng.